xin chào cả nhà chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan rừng hàng độc sơ rái Bắc tây nguyên à, hôm nay thì em sẽ cùng với mọi người chúng ta cùng nhau ngắm một cái cây kiếm gọi là được anh em chơi lan kiếm trên cả nước là săn lùng nhiều nhất mọi người nha và nó cũng là ước mơ của hàng triệu kiếm thủ hiện nay thì xin giới thiệu với mọi người luôn thì đó chính là cái cây kiếm có tên gọi là kiếm đỏ mỹ và đây thì hôm nay thì vườn em mới có hai tép và đang để ở đây, một tép thì đã trong rồi, tép chuẩn bị trong Tranh thủ quay clip lên để anh em cùng với em chúng ta cùng nhau ngắm thân lá cực phẩm của cái cây kiếm đỏ Mỹ này Và nếu mà các bác anh chị muốn siêu tầm giống của hai tép này thì mọi người có thể là theo dõi trong clip ngày hôm nay luôn nha Và trước khi đi vào phần giới thiệu mặt hoa cũng như và giới thiệu chung về cái cây kiếm đỏ Mỹ này Thì em nói sơ qua về hai tép kiếm ngày hôm nay Thì đầu tiên là cái tép này À, có hai tép mọi người nha tép thứ nhất đây đó. tép này thì à, mọi người xem à, có giá là một chiều sáu mọi người nha hôm nay cây rất là to cực kỳ khủng bự luôn đây rồi đây mọi người xem có mắt ngoài mầm ngoài nha à, anh em về trồng chăm sóc thai hồ làm giống và với cái cây củ to mập khỏe vậy thì về mọi người trồng cây nó sẽ rất là là khỏe mạnh luôn và thứ hai à, để tạm đây mọi người nha tạm đây đó. rồi đó, tiếp theo là tép thứ hai tép hai là một tép cực khủng rồi là rất là lớn luôn mọi người nha đây to hơn tép kia nhiều tép này thì mọi người có thể thấy là hiện tại nó đang lên một cái măng nhỏ nữa nè đây đó rồi và nhìn cái cũ của nó mọi người xem to khủng khiếp không à, rồi tép đỏ mỹ số 2 này thì có giá là 2 triệu mọi người nha hai triệu tép số 2 à, và hai cái tép này là chính là hai cái tép được tách ra ở cái chậu mà đang hoa như hình đây mọi người chưa biết mà hoa đỏ mỹ thì có thể xem luôn nha đây mọi người xem nha, đó là cái chậu mẹ, là cái chậu này à, Mọi người có thấy là cái hoa đỏ mỹ nó đỉnh cao cỡ nào mọi người nha <laughs> Rồi hoa gọi là nhìn như bông sen mà à, cần nó mập mà nó Cái số lượng hoa nó chi chít chi chít nhau luôn à, và đồng thời nó nở lần là à, Nó nở căng đều nhau Và cái cây kiếm đỏ mỹ là cái cây kiếm hoa đỏ đẹp và đỉnh cao nhất hiện nay ở việt nam mọi người nha hiện tại à, chưa thấy cây nào vượt mặt được kiếm đỏ mỹ mặc dù có những cái cây kiếm đỏ nổi tiếng khác nhưng mà cái cây kiếm đỏ mỹ nó vẫn ở một cái đẳng cấp riêng biệt so với những cái cây kiếm khác và về nguồn gốc cây thì cây do một kiếm thủ mang từ mỹ về thì chính vậy thì, thì nó mới có tên là nguồn gốc là kiếm đỏ mỹ và từ khi mang về à được anh em trong cả nước biết tới là cái cây kiếm này nó trở nên nổi tiếng và giá cả cũng tăng chóng mặt luôn à, có những thời điểm lên tới tầm mười mấy hai chục triệu một tép luôn mà không có để mua luôn mọi người nhé à, chứ không phải là, là đơn giản đâu à, sau dần dần thì cây nó cũng à, được anh em số anh em nhân giống lên à, tuy nhiên thì cái cây này em đánh giá là một trong số những cái cây kiếm làm kinh tế tốt nhất hiện nay mọi người bởi vì những anh em mà trong một vài năm qua mà có sưu tâm được kiếm đồ mỹ á, có chăm chăm sóc và nhân giống lên là ai cũng có lời từ cây kiếm này hết bởi vì sao bởi vì nó giữ giá rất tốt trong khi những cái cây kiếm ví dụ như cây kiếm phan trí này à, có thời điểm đó, cao nhất là đỉnh điểm là tầm 300 triệu ha để tới bữa nay thì nó đã giảm giá hàng trăm lần chỉ còn chiều hơn triệu chiều tép thôi nhưng mà riêng cái cây kiếm đỏ mỹ này thì nó cứ tên tên mọi người nó cứ À, một triệu rưỡi hai triệu tép triệu rưỡi hai triệu tép nhưng mà nó cứ tên tên tèn tèn vậy thôi nó không giảm mà nó cũng không tăng mọi người nhé thành ra là rất nhiều anh em là là trồng chăm sóc cái kiếm đồ mỹ này à, về để nhân giống thì cũng kiếm được gọi là kinh tế rất tốt từ cây kiếm này hả thứ nhất là vừa chơi hoa và thứ hai là làm kinh tế tốt nói chung là anh em uh, siêu tâm thì xác định là chúng ta chơi hoa trước đi còn cái việc làm kinh tế thì à, sau này nó nhiều thì anh em nó tách chia sau thì tự động là có kinh tế thôi à, chứ giờ cái thời điểm này thì chúng ta hãy trồng chăm sóc nhân giống trước đã và quan trọng là mọi người phải mua chuẩn giống kiếm đỏ mỹ nha à, cái cây kiếm đỏ mỹ nó có những cái đặc điểm riêng việt và quan trọng nhất là phải nở hoa chuẩn hoa rồi anh em sưu tầm nó an tâm à, cây này thì cái hoa đó cái hoa trong hình ảnh trong clip này với em trên đó là cái chầu mè của nó đó mọi người nha rồi à, và về cây thì khi mà mầm mới nhú thì sẽ rất là đỏ mọi người nha đây mọi người xem nào nhú lên, dần dần lên nó đỏ đỏ xong rồi dần dần nó chuyển qua xanh mọi người ha và thân cũ khi mà trưởng thành thì nó sẽ to, phình, bự, đã cực kỳ tất nhiên anh em chăm càng lâu thì thân lá nó càng đỉnh mọi người nhé và lá lá so với độ dày nó không bằng kiếm phan trí đây đâu nhưng mà nó cũng cũng ok mọi người lúc nào nó mọc thẳng, đứng, cứng trên trời và đây mọi người xem cái mặt nó láng láng mịn, láng mịn lán và đặc biệt là ở những cái mặt lá này nó có những cái đường, đường rảnh dài dài, dài dài để mọi người xem đó có những cái đường rảnh nha rảnh gì dài dài à, giống như kiểu kiếm vị hoang vậy mọi người à. rồi đó, rồi à, và hôm nay có hai tép mọi người nha cái tép khủng này à, thì có giá 2 triệu ha hai triệu anh em mua thì em sẽ nhộ gửi cái thằng này cũng mới trồng thôi mọi người à, và ngoài ra thì có tép rẻ hơn thì là một triệu sáu mọi người nha nói chung là tép nó đều có mầm ngoài hết để đảm bảo anh em về có thể là trồng chăm chăm sóc như như giống cái cây nó được tốt nhất ha rồi à, Rồi đây là tép uh, 1 triệu 6 ừ, tép đây là tép uh, giá 2 triệu Rồi anh em có nhu cầu siêu tâm Cứ liên hệ tới số điện thoại của em để trên uh, góc màn hình nha Mọi người liên hệ đại 0384 tám uh, Anh em nếu muốn siêu tầm cây uh, huyết kiếm đỏ Mỹ Cây kiếm uh, hoa đỏ đỉnh cao nhất thị trường hiện nay uh, Niềm uh, mơ ước của mọi anh em kiếm thủ thì anh em liên hệ tới số điện thoại em để trên góc màn hình nhé và mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển ha phí vận chuyển tầm bốn năm chục ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà nhé rồi à, cái cây này thì giá trị nó cao anh em mua thì em vui lòng chuyển khoản hoặc chuyển cọc trước giúp em nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà rồi ngắm lại lần nữa nhé mọi người tép một triệu sáu còn tép đây là tép hai triệu à rồi xin chào mọi người ạ